Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành, kênh YouTube chuyên review bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh. Vũ Hồng đang đường ở đường Tân Hòa Đông ha, giao giữa quận 6 với Bình Tân nha. Ngay chỗ đó là ngã tư đường Tân Hòa Đông với đường An Dương Vương là quận 6 ha. Cái đây là Bình Tân. Đây là Ủy ban dân quận Bình Tân nè cô chú anh chị. Ôi, Ủy ban dân phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân ha. Hẻm này là hẻm 276. Thì hẻm này sẽ thông qua bên phía bên đường Phan Anh lại nha. Và hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn một cái nhà nằm trong hẻm 453 đường Tân Hòa Đông, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, giáp ranh với quận 6 ha. Bên tay phải mình là số chẵn, bên trái là số lẻ ha. Đường Tân Hòa Đông này một đầu là ngay chỗ dòng xây Phú Lâm và một đầu là Hương Lộ 2 ngay chỗ cái quán cà phê Phonix đó cô chú anh chị. Hẻm 379 có cây xăng Comeco. Và mình chạy qua khỏi công ty Mỹ Hảo ha. Hẻm 453 đường Tân Hòa Đông sẽ thông sang hẻm 473 đường Tân Hòa Đông ha. Ở đây là công ty quá mỹ phẩm Mỹ Hảo ha. Cái bờ tường dài này, cái bờ hàng rào bóng giấy này đến hẻm 409 là của công ty hết nha. Đó, ranh của công ty đây. Đó, những cái nhánh này là sẽ đi xuyên qua bên kia là qua đường Phan Anh đó cô chú anh chị. Ở đây có một cái tiệm hủ tiếu Dũng rất là ngon ha, đối diện trường mầm non Đất Việt nè. Hẻm này hẻm 455 đó, hẻm 453 nè. Hẻm này hẻm 453 nè ha. .453 .453 .24 .4 ha. Bên tay phải nha cô chú anh chị. Đây hẻm 24 nè. Hẻm này còn đi thẳng được nha. .4 hẻm hơn mà. Và tới nhà đây ha. Nhà này nha cô chú anh chị. Một trệt với hai lầu ha. 453/24/4. Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành, kênh YouTube chuyên review bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị bạn một căn nhà nằm ở hẻm 453 đường Tân Hòa Đông, thông qua hẻm 473 đường Tân Hòa Đông ha. Căn nhà nằm gần Ủy ban dân phường 14 quận 6, gần Ủy ban dân phường Bình Trị Đông quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà mình có hướng chính là hướng nam và hẻm trước nhà mình đó là hẻm 3m. Hẻm là hẻm thông nha. Nhà mình có kết cấu một trệt với hai lầu. Nhà mình xây là full mật độ, xây full ra ngoài luôn. Nhà có 3 nhà vệ sinh, 2 phòng ngủ ở trên lầu, 2 phòng ngủ lớn có 2 ban công. Và nhà thì ở dưới trệt là để trống, gian bếp để với phòng khách. Nhà có hai lớp cửa bảo vệ, ngoài là lớp cửa sắt bốn cánh, trong là cửa sắt với kính, ở giữa là khoảng sân. Nhà có điện chính nước chính, nhà nằm trong khu dân cư hiện hữu toàn bộ. Nhà có giấy chủ quyền hồng, hình thức mua bán là ký công chứng sang tên sổ hồng ha. Căn nhà này trước đây chủ nhà chưa bán với mức giá là gần 3 tỷ, nay chủ giảm còn 2 tỷ 450 triệu đồng, 2 tỷ 450 triệu đồng ha. Nếu cô chú chị bạn nào có nhu cầu xem nhà này thì liên lạc với Vũ Hồng qua số điện thoại 0933 79 79 79. Chú Hồng sẽ trực tiếp đến dẫn đến xem nhà và gặp chủ nhà để làm việc ha. Nếu như cô chú chị bạn có người thân đang có nhu cầu mua nhà thì hãy chia sẻ video clip này cho họ để giúp cho họ mua được nhà cũng như giúp chủ nhà bán được nhà. Cô chú chị bạn nào xem kênh mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh và nhớ bật chuông để nhận được thông báo chính nhất từ kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành và được xem được những video mới nhất trên kênh.
Nếu cô chú chị bạn có nhu cầu ký gửi nhà thì hãy liên lạc với Vũ Hồng qua số điện thoại 0933 78 78 78. Vũ Hồng sẽ tới review nhà, nhà bán nhanh cho cô chú chị. Bây giờ Vũ Hồng sẽ review vòng vòng căn nhà này cho cô chú chị bạn xem ha. Xin mời cô chú chị và các bạn. Nhà mình là căn nhà này nè cô chú anh chị. Căn gốc bỏ vô một căn ha. Căn này tới căn này, căn bỏ căn gốc căn này nè cô chú anh chị. Đó, một trệt với hai lầu ha. Rồi hẻm ở đây thì cũng rộng rãi thoải mái nha, hẻm thông tứ hướng luôn ha. Rồi mình sẽ review vào trong nhà cho cô chú chị bạn xem nha. Nhà một trệt hai lầu căn này nè. Kích thước đất của mình là ngang 3 và chiều dài là 8 ha. Địa chỉ nhà 453/24/4 đường Tân Hòa Đông, khu phố 3, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Cái hẻm này hãy lúc nãy Du Hồng vừa đi vô nè. Nhà mình phía trước này thì chủ nhà ốp ngói ha cô chú anh chị. Và căn nhà này thì và căn nhà này là có hướng chính là hướng nam nha cô chú anh chị. Rồi Du Hồng review vào trong cho cô chú anh chị mà xem. Bên ngoài là có lớp cửa sắt bốn cánh và bên trong là cửa sắt với kính nha. Dạ, em cảm ơn anh. Giá chủ nhà đang siêu bán căn nhà này là 2 tỷ 450 triệu ha. Được không anh Dứa không? Rồi, cảm ơn anh. Rồi, em mở xin phép mở đèn cho nha anh. Dạ dạ dạ. Ô đèn này mở đâu anh? Anh mở giúp em tắt nó em tắt. Đây, ở ngoài là lớp cửa sắt bốn cánh nha. Ở trên có mái ngói che lại nha. Và ở dưới này có một khoảng sân nhỏ. Và có một cái cửa sắt bên trong là cửa sắt với kính nha. Kính mài cạnh ha. Xong thì có màn lại rồi. Ở đây một bức tranh mã đáo thành công rất là đẹp luôn nha. Bên đây cũng có một bức tranh ha, bức tranh phong cảnh nha cô chú anh chị. Vũ Hồng xin nhắc lại địa chỉ nhà mình là 453/24/3 đường Tân Hòa Đông, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Và kích thước nhà mình ngang là 3m và chiều dài là 8m ha. Nhà có kết cấu một trệt với hai lầu nha. Nhà có giấy chủ quyền Hồng mua bán sổ Hồng ký công chứng sang tên. Cầu thang thì được đặt ở cuối ha. Đèn nhà em xin đâu con? À mở giùm chú. Rồi cảm ơn. Hôm nay em đi nay con không học thêm hả? Tường nhà vệ sinh thì dán cao lên 1m 2m luôn rồi nha. 2m 2m rưỡi luôn ha. Và đây là lên lầu nè. Cái đèn này ở đâu? Đèn này mở ở đâu? À đây đây phải không? Rồi đây chú mở. À bật lên chú đi. Bên đèn này nè, không cháy hả? Hơi cháy phải không? Bị tắt rồi phải không? Rồi nhà này một trệt với hai lầu nha cô chú anh chị. Nhà một trệt hai lầu mua bán sổ Hồng ký công chứng sang tên ha. Ngang 3m và dài 8m nha. Đó, nhà rất đẹp luôn ha. 2 tỷ 450 triệu nha cô chú anh chị. 2 tỷ 450 triệu. Đó, nhà vệ sinh ở dưới trệt nè. Rồi cầu thang thì cầu thang sắt. Lót mặt đá hoa cương. Và mình đi lên lầu ha. Nhà cực kỳ vuông vắn luôn nha. Mua bán sổ Hồng ký công chứng sang tên. Sổ Hồng hoàn công rồi. Xin nhắc lại là hẻm nhà mình là thông từ hẻm 453 đường Tân Hòa Đông thông sang hẻm 473 Tân Hòa Đông nha. Giáp ranh quận 6, quận 11. Nếu cô chú anh chị bạn đây là lần đầu tiên mình xem kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành thì mình giúp Vũ Hồng đăng ký kênh. Còn nếu như mình nhiều lần xem rồi, hãy chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình để giúp người thân mình mua được nhà cũng như giúp chủ nhà bán được nhà ha. Đây là CB tổng của tầng 2 lầu 1 ha. Nhà mình hai lầu nha cô chú anh chị. Đó.
Rồi đây là phòng phía trước của lầu 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 1 tầng 2 ha. Đây phòng phía trước đây ha. Đó, phòng phía trước thì có cửa kính ra ngoài, đó, cửa sổ bằng kính cường lực nha. Đây ban công nhỏ nhỏ nhà mình đây ha. Đó, đây hướng hẻm này, đi đây là hẻm 373, 473. Đó, đi thẳng cũng được, quẹo phải, quẹo trái gì cũng được hết ha. Và đây là đi ngược lại hẻm 453 nè. Ở phía ngoài nhà mình đây ha. Đây là kính nha cô chú anh chị, đây là kính nè, kính cường lực ha. Rồi đây là không gian của lầu 1 tầng 2 ha, nhà vệ sinh. Rồi mời cô chú anh chị bạn lên trên lầu 2 tầng 3 nha. Lầu 2 tầng 3 ha. Đó cầu thang mình mới vừa đi lên nè. Ở đây là có khoảng giếng trời. Đó. Khoảng giếng trời lấy sáng từ trên xuống nè. Đó, cầu thang đi xuống dưới nè ha. Đó, nhà vuông vắn, cực kỳ vuông vắn nha. Ngang 3 mét, rồi dài 8 mét ha. Đó, nhà vệ sinh ở trên tầng 2, ở tầng 3 lầu 2 nha. Như vậy là nhà mình có hai phòng ngủ lớn và ba nhà vệ sinh ha. À, đây là phòng ở trên lầu nè. Phòng lầu này không có người ở nên đóng cửa ha. Để giống nè. À, cửa sổ đóng lại rồi. Ở đây là một cái kính cường lực nha cô chú anh chị. Có màn kéo lại kính cường lực ha. À, cửa thì ra ngoài là cửa sắt, có cái hai cái ban công. Rồi giá là 2 tỷ 450 triệu ha, giá cực kỳ yêu thương luôn nha. Ở nhà nằm trong chung cư hiện hữu toàn bộ luôn ha, sổ hồng và có ban công luôn. Rồi nếu như cô chú anh chị bạn quan tâm đến căn nhà này thì liên lạc với Hồng ha, qua số điện thoại 0933 797979. Nhà mình là hướng nam nha cô chú anh chị, hướng nam ha. Mua bán thì ký công chứng sang tên sổ nha. Đó, sổ hồng mua bán ký công chứng sang tên ha. Rồi xin nhắc lại địa chỉ nhà mình là 453/24/4 đường Tân Hòa Đông, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, giáp ranh với quận 6, quận 11, gần ngã tư đường gần Ủy ban dân phường Bình Trị Đông. Hai nhà, hai ba nhà vệ sinh, hai phòng ngủ lớn để nguyên luôn ha. Và căn nhà này lúc trước là chủ kêu bán giá là gần 3 tỷ, nay chủ giảm còn là 2 tỷ 450 triệu. Cô chú anh chị bạn nào có nhu cầu mua căn nhà này thì liên lạc với Vũ Hồng ha. Vũ Hồng sẽ trực tiếp dẫn đi xem nhà nha. À quên nữa, trên đây là trên mỗi cái tầng trên của cái cửa cầu thang thì có một cái kho chứa đồ. Nó rất rộng luôn nha cô chú anh chị. Nhà thì hiện tại cũng còn rất mới, ở đây phun nhám nha, tường phun nhám. Mua bán sổ hồng mình ký công chứng sang tên luôn ha cô chú anh chị. Nhà vuông cực kỳ vuông vắn luôn. Đó. Nếu đây là lần đầu tiên mình xem kênh thì mình giúp Vũ Hồng đăng ký kênh. Còn nếu như mình đã nhiều lần xem rồi thì hãy chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình để họ giúp họ mua được một căn nhà có giấy chủ quyền hồng, một trệt với ba hai lầu, ba nhà vệ sinh, hai phòng ngủ lớn. À, dưới trệt thì để trống ha. Giá 2 tỷ 450 triệu nha.
Cô chú anh chị bạn xem xong hết video nhớ like dấu ủng hộ với ông ha. Đó, gian bếp của nhà mình nè. Nhà vệ sinh, ba nhà vệ sinh nha. Vô Hồng xin nhắc lại thông tin của căn nhà mình ha. Căn nhà mình địa chỉ là 453/24/4, đường Tân Hòa Đông, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, giáp ranh quận 6, quận 11 ha. Hẻm 453 đường Tân Hòa Đông này sẽ thông sang hẻm 473 đường Tân Hòa Đông ha, gần quá mỹ phẩm Mỹ Hảo, gần quận 6, gần quận 11. Nhà mình có kích thước ngang là 3m và chiều dài là 8m, xây dựng hết đất luôn nha. Và ban công lấn ra ngoài, phòng hai cái lầu trên lầu là lấn full ra ngoài luôn. Nhà có 3 nhà vệ sinh và 2 phòng ngủ ở dưới trệt để trống ha. Và cái giá thì lúc trước chủ kêu căn nhà này là gần 3 tỷ, nay chủ giảm 550 triệu còn là 2 tỷ 450 triệu ha. Một căn nhà một kích thước quá chuẩn luôn, ngang 3 dài 8, một trệt 2 lầu, giá 2 tỷ 450 quá hợp lý ha cô chú anh chị. Nếu cô chú anh chị bạn quan tâm căn nhà này thì liên lạc với Vũ Hồng qua số điện thoại 0933 79 79 79 kênh YouTube Nhà đất Sài Thành ha. Chủ Hồng sẽ trực tiếp dẫn cô chú chị bạn đi xem nhà và gặp chủ nhà để làm việc ha. Xin nhắc lại là nhà mình có hướng chính là hướng Nam nha. Và căn nhà này chủ đang chốt bán giá là 2 tỷ 450 triệu đồng ha. Rồi Chủ Hồng cảm ơn cô chú chị bạn đã xem hết clip review nhà nha. Hãy chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm nhà phân khúc dưới 2 tỷ 450 để giúp họ được nhà và giúp chủ nhà bán được nhà ha. Nếu mình xem kênh chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh ủng hộ Chủ Hồng nha. Chủ Hồng xin chào và xin hẹn gặp lại cô chú chị và bạn ở những video review nhà lần sau. Xin chào ha.